Xin chào các bạn, sau đây sẽ là bài hướng dẫn chèn banner chào mừng chợ truyền thống lần thứ 25 vào avatar Facebook. Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên hệ điều hành di động Android và iOS, chúng ta sẽ làm các bước như sau. Thứ nhất là các bạn cần một ứng dụng. Đây, các bạn sẽ vào chợ ứng dụng và các bạn kiếm một phần mềm có tên là PicArt. Đây. Đây là công cụ sẽ giúp cho các bạn chèn banner vào trong avatar. Công cụ này rất quen thuộc với nhiều bạn lắm nhỉ. Sau khi có rồi, các bạn sẽ vào ứng dụng. Rồi, bấm hình nút tròn, OK. Ở đây có hai tấm hình. Tấm bên phải hình con ong, đây là tấm chúng ta sẽ sử dụng làm avatar. Và tấm bên trái, đây là một cái banner mà các bạn có thể download được dựa vào link đã có trong bài viết. Chúng ta sẽ chọn tấm avatar ha. Rồi, mặc định thì avatar Facebook sẽ là hình vuông, vì vậy nên các bạn cần phải cắt cái tấm hình này thành hình vuông. Các bạn sẽ làm các bước sau. Và công cụ Tool Crop, bạn bấm nút 11. Đây, mặc định thì con ong này hình vuông sẵn rồi nên không cần crop. Nhưng mà bạn nào mà hình ngang, hình dọc, hình đứng, hình nằm gì đó thì crop hình vuông cho dễ ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ có bước chèn banner vào bằng cách là bấm nút Add Photo. Rồi, chọn cái banner, bấm nút Add. Chờ. Nếu như các bạn đao đúng vào đường link thì cái banner này nó sẽ trong suốt ha, các bạn thấy trong suốt. Rồi, nhiệm vụ chúng ta chỉ là kéo cho cái hình này nó bự ra bằng cái vế avatar của chúng ta. Kéo. Rồi, đẹp. Rồi, sau khi hoàn thành xong, chúng ta bấm Done. Và đây, chúng ta có một cái tấm avatar. Nhớ save về nha, không thôi quên đó. Rồi, chúng ta vào lại. Đây, chúng ta đã có một tấm avatar hình con ong và có banner. Tôi đã sẵn sàng cho chào truyền thống lần thứ 25. Rất đẹp. Xin cảm ơn các bạn.